hi xin chào tất cả mọi người chào mừng tất cả anh em quay trở lại với đông series channel mà mình chia sẻ tất cả kiến thức ở trong thị trường crypto này để anh em có thể tham gia đầu tư và kiếm được tiền từ thị trường ha trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về landing ha chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái việc landing là gì cách mà các bạn sẽ đi landing như thế nào và nó sẽ giải quyết được những vấn đề gì ở trong thị trường crypto này dành cho chúng ta ha rồi trước khi mà đi vào chi tiết video á thì bạn nào chưa đăng ký kênh của đông series thì các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký và có thể bật thêm dấu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới từ mình nha ngoài ra thì mình còn có thêm một channel ở trên youtube uh, trên telegram để mình cập nhật uh, những cái thông tin về thị trường hoặc là có kèo gì đấy thì mình sẽ share trên đây uh, những cái thông tin hot thì mình cũng sẽ đưa lên trên đây cho mọi người cho nên anh em có thể uh, nhấn chọn một cái đường link mình để bên dưới phần mô tả video để uh, join vào channel telegram của mình ha trong đây cũng có nhóm chat luôn anh em có thể vào anh em thảo luận với mọi người cho vui cũng được rồi, ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết video ngày hôm nay Landing là gì? Thì Landing á, nó là một cái thuật ngữ mà các bạn có thể bắt gặp ở bên thị trường truyền thống tất cả các thứ Thì ở bên thị trường crypto này Landing thật ra bản chất của nó nó cũng không có quá khác biệt Thì Landing thì nó sẽ đi chung với lại Borrowing Tức là chúng ta sẽ có thể cho vay tiền hoặc là chúng ta có thể đi mượn tiền ở trong thị trường crypto này ha lend tức là chúng ta sẽ cho vay còn borrow ha, thì là chúng ta sẽ đi mượn thì định nghĩa nó chỉ đơn giản như vậy thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lending với lại borrowing thì nó sẽ giải quyết được những cái bài toán gì thì đối với những người mà là lender tức là những người mà chúng ta có sẵn tiền ở trong crypto này và mình muốn đem đi cho vay thì nó sẽ giải quyết được là mình sẽ sử dụng số tiền đó mình đem cho vay và mình sẽ nhận được về cái phần lãi suất cho vay của mình Ok chưa? Thì nó sẽ giống như là nó sẽ giúp cho các bạn uh, nâng cao cái hiệu quả sử dụng vốn của các bạn lên. Bởi vì các bạn tưởng tượng như thế này, chẳng hạn như là bây giờ mình đang hold cái token là ETH đi. Mình hold ETH thì mình để im ETH như vậy á thì khi mà ETH lên giá thì mình vẫn uh, đương nhiên là mình sẽ có lời cho khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, nếu như mà mình để im ETH như vậy thì nó không được à, sử dụng hiệu quả một cách tối đa thì thay vào đó mình sẽ mang cái số ETH của mình à, đi cho vay ha mình sẽ cho vào những cái giao thức à, cho vay thì cái phần cho vay đó một lát nữa tới phần 3 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cái giao thức đó thì chẳng hạn như mình có ETH mình sẽ đem ETH đưa vào các giao thức cho vay và mình sẽ nhận về cái phần lãi suất hàng tháng, hàng năm thì họ sẽ trả cho mình cái phần lãi suất đó thì mình sẽ vừa có được lợi nhuận khi mà ETH tăng mà mình vừa có thêm được cái phần lãi suất uh, cho vay khi mà mình đem ETH cho vay thì đó là cái việc chúng ta sẽ nâng cao được cái hiệu quả sử dụng vốn ở trong crypto thay vì chúng ta để tiền chúng ta nằm im một chỗ thì chúng ta sẽ mang nó đem đi cho vay để uh, gia tăng tài sản của mình. Ok ha, thì đó là về mặt của những người là lender tức là những người mà cho vay. Thế thì những người là borrower tức là chúng ta là những người đi vay thì các bạn sẽ có được những cái uh, ưu điểm gì khi mà bạn đi uh, vay. Thứ nhất á là mình cũng ví dụ với lại cái đồng ETH đi. Bây giờ các bạn đang có cái đồng ETH bạn hold ETH nhưng mà bạn đang cần thêm tiền để mà bạn uh, trade hoặc là bạn đầu tư những cái đồng coin khác hoặc là thậm chí á, là bạn đang cần tiền để sử dụng ở mục đích bên ngoài đi nhưng bạn lại không muốn bán cái đồng ETH của mình. Các bạn nhớ ha, mình không muốn bán ETH của mình thì làm sao mà mình có được tiền để mà mình sử dụng đây? Thì giải pháp chính là việc các bạn sẽ đem thế chấp cái đồng ETH đó để bạn vay tiền và bạn sử dụng cho mục đích của mình các bạn hiểu vấn đề ha mình sẽ thế chấp nó giống như là bên ngoài các bạn thế chấp tài sản như là nhà cửa ô tô các thứ để các bạn đi vay ngân hàng rồi các bạn kinh doanh thì ở trong crypto nó cũng tương tự thôi bạn đang có một cái loại tài sản uh, như là bitcoin eth hoặc là usdt bất cứ một loại tài sản nào và bạn có thể đem nó đi thế chấp để bạn vay một cái số tiền nhất định và bạn có thể sử dụng số tiền đó vào bất kỳ mục đích nào cũng được, miễn là sao bạn sẽ trả lại uh, cái số tiền vay của bạn các thứ là được ha. Thì nó cũng sẽ giúp cho bạn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lên. Như vậy thì uh, cái việc mà landing ở trong crypto á, nó sẽ giúp cho cả những người đang uh, có tiền dư nhàn rỗi muốn cho vay lấy lãi hoặc là những người đang hold những cái đồng crypto nhưng mà vẫn cần thêm tiền để uh, sử dụng cho mục đích khác như là trade hoặc là đầu tư những đồng coi khác hoặc là sử dụng bên ngoài thì các bạn đều có thể làm được thì đó chính là uh, những cái giao thức về landing ở trong thị trường crypto này sẽ giải quyết những cái bài toán đó cho mọi người rồi ok thì đó là phần thứ hai bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ ba đó là về các giao thức cho vay ở trong thị trường crypto này thì chúng ta sẽ có những cái giao thức cho vay nào thì trước khi mà đi vào phần này mình có một lưu ý cho mọi người là ở trong video này mình sẽ chỉ dừng lại giới thiệu cho mọi người những cái giao thức cho vay ở mảng DeFi tức là những cái giao thức này nó hoạt động một cách độc lập và nó sẽ giúp cho những cái người dùng có thể vay những cái token khác nhau còn các bạn sẽ có thể bắt gặp cái việc là các bạn sẽ đem tiền của mình lên trên những cái sàn như là sàn Binance để các bạn vay margin tất cả cái thứ để bạn chơi future hoặc là bạn đầu tư coi gì đấy thì cái đó nó cũng là vay nhưng mà nó sẽ hơi khác một xíu. Còn ở đây á mình đang đề cập tới những cái giao thức cho vay ở trong DeFi ha. Các bạn lưu ý. Rồi, ok thì bây giờ với việc là cái cái giao thức cho vay á thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không thể không nhắc đến là AV hay là đọc là AV hay là đọc sau đấy thôi. Nói chung là mình đọc là AV đi. Thì đây là một cái giao thức cho vay được xem là Uh, đi đầu ở trong thị trường uh, crypto ở trong mảng DeFi và cũng là một trong những giao thức cho vay lớn nhất hiện nay. Các bạn có thể truy cập vào av.com ha. Các bạn lên Google, các bạn search là av. Đây, av thì nó sẽ ra. Thì đây là một cái giao thức uh, lending với lại borrowing. Uh, lớn nhất ở trong thị trường crypto hiện tại và nó cũng là cái giao thức đi đầu luôn. thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện của giao thức này nó sẽ trông như thế này. các bạn thấy là ở đây chúng ta có tổng cộng là 21 tỷ đô đang ở trong giao thức này. thì à, mọi người có thể tưởng tượng á những cái giao thức như là av này á nó hoạt động y hệt như là một ngân hàng Ha, nó là một ngân hàng ở trong thị trường uh, crypto nó chỉ khác với lại ngân hàng truyền thống ở một chỗ á, là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cái số tiền của mình các bạn có thể rút ra rút vào à, các bạn uh, làm mọi thứ trên đây một cách là hoàn toàn là chủ động chứ không phải là tốn những cái thao tác thủ tục rồi giấy tờ tất cả các thứ như là các bạn làm ở ngân hàng thì nó chỉ khác như vậy thôi Còn à, bản chất cái giao thức này thì nó hoạt động tương tự như ngân hàng Và bằng chứng là các bạn sẽ thấy là hiện tại là có hơn 21 tỷ đô Gần 22 tỷ đô đang được đặt ở trong giao thức này Thì các bạn thấy là con số nó rất là lớn ha Rồi à, thì đối với lại giao thức cho vay này á Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái cặp token Mà các bạn có thể à, đem đi cho vay hoặc là các bạn có thể vay mượn thì mọi người sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có những cái loại tài sản như là đồng BUSD nè, rồi đồng uh, DAI nè, rồi uh, Gemini Dollar thì đây là cũng là một đồng stable coin. Rồi kéo xuống phía dưới chúng ta sẽ có ETH, những cái đồng rất là nổi tiếng ha, BTC, những đồng coi top đầu của thị trường luôn á. Thì gần như là nó đều có mặt ở trong uh, cái uh, giao thức uh, AV này. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập vào cái phần là app ha. Ok, truy cập vào. thì với cái phần app này mình sẽ thử kết nối ví của mình mình chọn là connect rồi ở đây thì mọi người sẽ thấy là hiện tại á, giao thức av này họ đang hoạt động ở trên mạng eth polygon với lại avalanche thì mình sẽ demo là mình sẽ kết nối với lại mạng polygon ha rồi mình sẽ kết nối với lại ví của mình Ok thì bây giờ mình kết nối xong. Bây giờ mình sẽ chi cập vào cái phần my dashboard hiện tại là chưa có gì. Rồi bây giờ mình sẽ demo cái thao tác mà mình đem đi cho vay thử cho mọi người xem luôn nha. Thì mình sẽ chọn cái market ở bên Polygon. Để đúng cái mạng của mình ha. Rồi, ở đây thì mọi người có thể đọc những cái thông số như thế này. Thì một lát nữa mình sẽ giải thích những cái thuật ngữ cho vay này cho mọi người Thôi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu những cái giao thức khác đi Chẳng hạn như là trước khi mà đi vào chi tiết hướng dẫn cho mọi người cách vay thì mình sẽ giới thiệu thêm giao thức khác ví dụ như là Anco Đây Anco Protocol Thì đây cũng là một cái giao thức cho vay Ha, các bạn thấy cái chữ borrow nè đó hoặc là một cái giao thức khác nữa nó là benwi thì đây là cái giao thức cho vay ở bên mạng của avax avalanche hiện tại là tổng uh, số tiền ở trong pool là đang là tầm là 2 tỷ đô ha thì cái này là benq đây liquidity market là cho vay nè rồi kết nối ví thử rồi để mình cài đặt cái mạng uh, Avax vào. Đó, thì ở đây sẽ là cái khu vực chúng ta uh, vay, supply với lại borrow là cho vay và đem đi uh, đem tiền đi vay ha. Rồi, ok. Thì bây giờ đó là những cái giao thức cho vay uh, mình muốn giới thiệu cho mọi người. Hôm nay thì mình sẽ demo cho mọi người cách mà chúng ta sẽ thực hiện uh, vay tiền ở trên uh, uh, nền tảng AV như thế nào ha. Vừa vay tiền mà vừa uh, cho vay luôn thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ thấy là mình sau khi mà mình truy cập vào trong uh, cái uh, AV rồi và mình kết nối với lại mạng Polygon. Đây mình sẽ chỉnh lại thành mạng Polygon ha uh, Chuyển sang tài khoản này kết nối mạng Polygon Rồi và mình sẽ chọn cái Market ở Polygon thì các bạn sẽ thấy đây là những cái token mà mình có thể uh, đem đi À, cho vay hoặc là đem hoặc là hoặc là đi vay ha thì nó sẽ có những token cần như là matic rồi dai rồi uh, ghst usdc tất cả các thứ ở đây thì các bạn sẽ thấy nè matic market size của nó tức là cái số tiền đang có ở trong pool của hệ thống á, là tầm 222 triệu đô total borrow tức là số tiền mà mọi người đang vay matic nó tầm là 57 triệu đô rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai cái uh, APY ha Cái deposit APY với lại cái borrow APY Thì deposit APY có nghĩa là gì? Thì đây là cái số tiền lãi suất mà những người đem Matic cho vay họ sẽ nhận được Chẳng hạn như là mình đang có ma uh, Matic mình muốn đem vào trong uh, AV để mình uh, cho vay ha Thì mình sẽ nạp Matic vào đây và cái lãi suất này là lãi suất theo năm mình sẽ nhận được Còn cái borrow APY này á là cái số tiền mà cái người vay họ cần phải trả cho AV là 4,2% nếu mà họ quyết định họ vay Matic Ok chưa, thì đây là những cái uh, đồng coi khác nhau mà các bạn có thể đem tiền đi cho vay hoặc là vay được Thì bây giờ ví dụ như là mình đang có sẵn Matic ha Mình đang có sẵn Matic ở trong ví của mình thì mình sẽ có thể nhấp chọn vào Matic nè Rồi mình sẽ chọn Deposit vô bây giờ mình ví dụ như mình nạp một matic vào đây rồi continue deposit rồi sau khi mà mình nạp một matic vào đây rồi mình sẽ vào cái phần dashboard nè thì anh em thấy là lúc này mình đã nạp được một matic vào trong đây thì xem như là mình có thể lấy đây là cái tài khoản Uh, thế chấp của mình ha, tài sản thế chấp của mình thì bây giờ nó sẽ có hai hướng. Một á là mình sẽ để Matic ở đây và mình sẽ uh, để ở đây và mình sẽ nhận được cái lãi suất cho vay là cái mức này. Còn nếu như mà mình muốn đem đi vay á thì các bạn nhớ là bật cái chỗ mà collateral này, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng Matic làm cái tài sản thế chấp để mà chúng ta có thể vay những cái token khác ha thì mình sẽ bật lên thì nó sẽ như thế này. Thì lúc này bạn có thể xem Matic là một cái tài sản thế chấp và bạn sẽ có thể đi vay những cái tài sản khác. Thì mình sẽ chọn cái phần là borrow now để mình sang à, mình vay những cái tài sản khác ha. Rồi chọn borrow now nè. Thì ở đây chẳng hạn như là mình thế chấp Matic để mình vay DAI là một cái token uh, thôi mình vay USDT đi cho các bạn dễ hiểu là một cái đồng stable coin. Ví dụ như mình có Matic và mình không muốn bán nó, mình đem vào đây mình thế chấp và mình vay USDT để mình đi trade coin đi ha. Thì mình sẽ để như vậy. Rồi, ở đây á là nó sẽ đưa ra cái mức là bạn đang muốn mượn bao nhiêu tiền thì tùy các bạn thôi cái số tiền tối đa mà các bạn có thể mượn được á, là 1,2 usdt so với lại số matic mà bạn đưa vào uh, trong uh, cái phần uh, thanh khoản ha thì ở đây mọi người có thể thấy là cái thanh này nó đi từ cái chữ là safer cho tới riskier tức là các bạn vay càng ít á, thì cái rủi ro các bạn càng thấp còn các bạn vay càng nhiều thì rủi ro các bạn càng cao thì cái phần rủi ro này nó sẽ đến từ đâu có nghĩa là Bây giờ bạn bỏ vào 100 đồng, nhưng nếu mà bạn chỉ vay 20 đồng thôi thì cái rủi ro mà bạn bị thanh lý tài sản nó sẽ rất là thấp. Còn nếu như bạn bỏ vào 100 đồng nhưng mà bạn vay tới 50 đồng, 60 đồng thì cái khả năng mà tài sản mà cái tài sản thế chấp của bạn bị thanh lý nó sẽ cao. Thì một lát nữa mình sẽ đi vào cái phần là giải thích những cái thuật ngữ này thì các bạn sẽ hiểu được cái phần thanh lý tài sản như thế nào ha. Còn ở đây thì chẳng hạn như là mình sẽ demo mình vay bao nhiêu đây usdt đi rồi mình chọn continue rồi vì với cái mức vay như thế này thì mình sẽ cần phải trả lãi bao nhiêu đây phần trăm ha rồi mình chọn như vậy chọn continue rồi ok chọn borrow xác nhận Rồi, Borrow thành công quay lại dashboard. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy ha, đây chính là cái dashboard hiện tại của mình. Mình đem vào thế chấp một Matic và mình hiện tại đang đi vay là 0.2 USDT. Bây giờ mình sẽ mở ví của mình lên cho mọi người xem đang có USDT trong đây. Mình sẽ search là USDT để mình uh, Polygon Contract để mình add cái USDT vào trong ví của mình cho các bạn xem ha. Rồi copy cái địa chỉ contract này. Rồi thêm USDT vô. Rồi add. Đó thì các bạn sẽ thấy ha, cái số USDT nó đã nằm trong ví của mình rồi nè. Thì xem như là mình đã vay thành công. Thì đó chính là cái thao tác các bạn đem đi vay thôi. Thì đây là cái thao tác chung bạn sẽ ứng dụng ở bất kỳ những cái nền tảng cho vay nào nó cũng tương tự như vậy các bạn nạp tài khoản thế chấp vào và các bạn sẽ dùng cái tài khoản thế chấp đó để mà các bạn có thể vay được những cái token khác cho mọi người. Rồi, thì đó là cái phần đi vay. Bây giờ nếu mà các bạn muốn trả tiền thì sao? Các bạn muốn trả tiền thì các bạn chỉ cần quay lại cái uh, trang web của chúng ta rồi các bạn chọn cái phần repay nè. Rồi đó, các bạn repay hết cái số tiền mà các bạn muốn vay hoặc là các bạn muốn repay bao nhiêu thì tùy các bạn ha. Rồi mình chọn continue. Rồi approve rồi xác nhận rồi chọn repay để trả nợ repay nó có tên tiếng việt là trả nợ đọc tiếng anh cho sang vậy thôi chứ tiếng việt thật ra là trả nợ tiền đã vay ha rồi sau khi repay xong bạn quay lại dashboard thì lúc này bạn sẽ thấy là mình đã hết phần nợ rồi hiện tại là mình chỉ có phần nạp tiền vô thôi thì lúc này mình lại quay lại trạng thái là mình để tiền trong đây mà mình ăn được cái lãi suất này thì đó là toàn bộ thao tác đi vay tiền ở trong những cái giao thức defi thì các bạn thấy như mình có nói ha thì các bạn vay ở trong ngân hàng thì các bạn cần phải làm thủ tục uh, tất cả mọi thứ rồi ngân hàng phải uh, đi uh, kiểm tra tài sản thế chấp của bạn tất cả mọi thứ thì mới cho bạn vay nhưng mà đối với ở trong thị trường crypto và cái cuộc cách mạng của defi á thì bạn hoàn toàn có thể vay mà không có sự can thiệp của bất kỳ một nhân viên nào hay gì hết bạn thấy hồi nãy giờ mình tương tác mình đem đi vay tiền thì đâu có và phải qua những cái bước kiểm duyệt gì đâu tất cả là đều hoạt động à, tự động theo smart contract hết và mình hoàn toàn có thể vay bất cứ lúc nào và trả tiền bất cứ lúc nào cũng được ha rồi thế thì bây giờ à, đó là ở trên nền tảng AV đối với lại những cái nền tảng khác như là cho vay như là Ben Benq thì bạn cũng làm tương tự thôi ví dụ như là với Benq là mình sẽ bật sang mạng Avalanche thì các bạn thấy nè bên Benq nó nó có thể là khác nhau về giao diện nhưng mà cái cơ chế hoạt động nó cũng như nhau thôi là bạn sẽ cho token của bạn vào đây rồi à, nếu mà bạn chỉ muốn là cái người cho vay thôi á, thì bạn sẽ để im như vậy và bạn sẽ nhận được cái phần lãi suất ha còn nếu mà bạn muốn vay thì bạn sẽ qua cái tab borrow này rồi bạn à, vay cái số tiền mà bạn muốn thì đó là xong còn ở bên anco cũng tương tự như vậy thôi bên anco thì bạn có thể uh, hiện tại là nó đang cho bạn uh, nạp luna với lại eth vào để bạn có thể uh, đi vay rồi nếu mà bạn đã nạp luna với eth vào rồi thì bạn hoàn toàn có thể uh, vay được cái usd ở bên uh, hệ của terra và bạn sử dụng ok ha rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần cuối cùng là mình sẽ giải thích nhanh về các thuật ngữ này để cho mọi người nắm à, mà mọi người đây là những cái thuật ngữ tiếng anh mà sẽ có thể là những cái giao thức này nó sẽ không có phần chuyển qua tiếng việt cho nên mọi người nên làm quen với lại những cái thuật ngữ này để chúng ta có thể nắm được khi mà chúng ta đem tiền đi vay ha thứ nhất đó là asset asset này nó có thể hiểu là tài sản tức là những cái tiền mà các bạn đang có ví dụ như của mình trong trường hợp của mình thì asset của mình chính là matic đây là số tiền của mình, bản thân mình có Matic thì đó là tài sản của mình, asset ok ha. Tiếp theo là collateral. Thì collateral này nó chính là tài sản thế chấp. Thì ví dụ như mình đang có Matic và mình muốn dùng cái số Matic của mình làm tài sản thế chấp để mình đi vay USDT giống như hồi nãy thì cái phần Matic của mình chính là cái phần gọi là collateral ha. Ok chưa? Tài sản thế chấp, giống như là bạn thế chấp nhà cửa để vay ngân hàng á thì nhà cửa của bạn chính là tài sản thế chấp dễ hiểu ha rồi tiếp theo là cái LTV LTV thì cái phần LTV này á nó viết tắt của chữ là low and to value thì low and to value có nghĩa là gì có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ mình đang có 100 đồng ha mình đang có 100 đồng và mình vay 40 đồng thì cái tỷ lệ LTV của mình sẽ là 0,4 tức là cái giá trị mình vay là 40 đồng so với lại cái giá trị mà mình có là 100 đồng thì cái tỷ lệ LTV này là 0,4 thì mọi người sẽ thấy là mỗi một cái giao thức khác nhau á, nó sẽ cho phép các bạn vay với một cái LTV tối đa khác nhau tùy giao thức thôi cái này mình không có demo được nhưng mà tùy giao thức khác nhau thì nó sẽ cho các bạn vay như vậy và mọi người lưu ý là nếu mà cái LTV càng cao tức là các bạn vay càng nhiều tiền chẳng hạn như mình có 100 đồng mà mình vay lên tới sáu uh, 60 đồng tức là LTV của nó là bằng 0,6 á thì cái rủi ro mà mình bị thanh lý tài sản nó sẽ cao hơn cái việc là mình có 100 đồng mà mình chỉ vay có 20 đồng thôi hồi nãy mình có giới thiệu với mọi người rồi ha rồi tiếp theo là repay repay tức là trả nợ chúng ta đi vay rồi thì khi nào mà chúng ta có tiền rồi thì chúng ta sẽ quay về chúng ta trả nợ để có thể lấy về cái tài sản thế chấp của mình thì nãy giờ các bạn thấy là mình demo toàn bộ cái thao tác từ cái việc là đem tiền đi vào thế chấp cho tới việc việc vay tiền rồi trả nợ rồi lấy tiền về thì tất cả đều làm tự động hết ok ha rồi tiếp theo là uh, APY với lại uh, À, APR thì APY này á nó thường được tính cho cái lãi suất mà các bạn à, cho vay, tức là bây giờ chẳng hạn như mình có 100 đồng Matic ha, mình có 100 đồng và mình đem đi uh, cho vay thì ví dụ như cái APY của nó chẳng hạn như APY đây thì APY là 0.84% tức là nó sẽ tính ra cái số tiền mà mình sẽ nhận về, đó là số tiền lãi thì APY nó sẽ được thường dùng cho cái việc là bạn sẽ nhận tiền lãi ha. Còn cái APR này, APR này nó sẽ thường tính ra cái số tiền mà bạn cần phải trả. Ok ha, chẳng hạn như là hồi nãy mình vay USDT. Đây, ví dụ như là mình vay USDT thì vì ở trên AV này họ dùng APY chung luôn thì nó sẽ đồng nhất Còn nếu như mà bạn thấy cái chữ APR thì thường nó sẽ tính theo cái tỷ lệ tiền lãi mà bạn phải trả APY là tiền lãi bạn sẽ nhận khi mà bạn cho vay Còn APR là tiền lãi mà bạn cần phải trả khi mà bạn đi vay Ok ha, thì nó sẽ khác nhau như vậy. Rồi, sẽ có một số những cái nền tảng nó sẽ có thêm những cái như là distribution APR với lại distribution API thì nó sẽ có nghĩa là gì? Với cái distribution APR này, ví dụ như ở bên Encore uh, nè, nó có distribution APR thì cái con số này nó có nghĩa là như thế này. À, ở đây với ví dụ như là Encore nè, Borrow APR tức là nếu mà bạn vay tiền á, thì cái lãi suất mà bạn cần phải trả là 12,84%. OK ha. Còn cái distribution này á có nghĩa là nền tảng nó sẽ khuyến khích những người mà họ đi vay và họ sẽ được nhận một cái phần thưởng là cái token của nền tảng hoặc là bất kỳ một cái phần thưởng nào đấy với cái uh, APR là 11,42%. Thì cái này là cái phần thưởng dành riêng cho những người mà họ vay token ha còn cái phần này chính là cái phần mà họ lãi suất phải trả là không tính còn này là phần thưởng khi mà họ vay thì họ sẽ nhận được uh, cái mức phần thưởng như vậy và với Anco là cái phần thưởng này nó sẽ được trả theo token ANC là token của nền tảng ok ha thì đó là distribution ABR còn distribution ABI như là của Benwi đi thì BenQ các bạn cũng thấy nè ở cái ô supply tức là cái ô cung cấp thanh khoản thì nếu mà mình bỏ 100 đồng vào đây thì uh, cái mức APY, cái lãi suất hàng tháng mình uh, hàng năm, cái lãi suất hàng năm mà mình sẽ nhận được là 4,99% với cái số tiền mà mình cho vào. Ngoài ra thì mình còn có thêm cái uh, distribution API nữa là à, mình sẽ được trả thưởng theo avax hoặc là trả thưởng theo token của dự án đó là token q là hai hai trăm theo năm thì cái đó là phần thưởng dành cho những người mà à, đưa tiền vào trong nền tảng để mà cung cấp thanh khoản cho vay ha rồi bây giờ thì à, ở đây mình sẽ giải thích cho mọi người một cái vấn đề đó là à, như mình có nói á, là khi mà các bạn đi vay thì các bạn sẽ có một cái rủi ro là tài sản của bạn có nghĩa là tài sản thế chấp của bạn á nó sẽ có thể bị thanh lý. Thì cái tài sản thế chấp của bạn bị thanh lý nó sẽ diễn ra như thế nào? Bây giờ mình ví dụ ha là mình đang đem tiền đi vay Matic ha thì các bạn sẽ thấy là mỗi một cái nền tảng khác nhau nó sẽ có những cái mức thanh lý tài sản khác nhau. Đối với lại AV á, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ có cái mức gọi là liquidation threshold, tức là mức thanh lý tài sản sẽ là 70% thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ dựa vào cái thông số này mình giải thích cho mọi người nè. Cái maximum LTV tức là cái số tiền tối đa mà mình có thể vay được với cái tiền gốc mà mình bỏ ra là 65%. Chẳng hạn như mình có 100 đồng, cái này là vốn gốc của mình ha. Mình có 100 đồng. Thì mình có thể vay được tối đa vay tối đa là 65 đồng. Ok chưa? Thì cái này chính là maximum LTV. 65% hoặc là 0,65 Ừ Rồi, à, bây giờ liquidation threshold là 70%, tức là cái khoản tiền gốc của mình á, cái khoản tiền gốc hay là cái khoản tiền mà tài sản thế chấp của mình á sẽ bị thanh lý nếu như cái giá trị khoản vay của mình nó bằng 70% so với lại cái giá trị Tài sản thế chấp của mình ở thời điểm mình bị thanh lý Tức là sao? Tức là ví dụ như là lúc đầu mình bỏ vào 100 đồng Matic đúng không? Thì chắc chắn khi mà mình thế chấp tài sản là Matic Là một cái tài sản nó có thể biến động giá theo thời gian Thì à, lỡ như cái tài sản thế chấp của mình giảm xuống ha Bị giảm giá Thì chẳng hạn như bây giờ cái mức vay tối đa của mình đang là 65 đồng Thì mình sẽ bị thanh lý khi mà cái tài sản thế chấp của mình nó giảm xuống còn 92,85 thì khi mà nó giảm xuống cái mức này á, là tiền của mình sẽ bị thanh lý tại vì lúc này cái tài sản thế chấp của mình ha, cái tài sản thế chấp của mình á, chỉ còn giá trị là 92,8 đồng thôi trong khi cái mức vay của mình là 65 đồng thì lúc này cái mức vay của mình đang bằng 70 phần trăm cái tài sản thế chấp của mình thì xem như là mình bị thanh lý các bạn hiểu vấn đề ha chính vì vậy mình mới nói mọi người á là mọi người sẽ cần vay với một cái tỷ lệ LTV thấp thôi bởi vì nếu mọi người vay càng nhiều tiền thì mọi người sẽ có rủi ro bị thanh lý càng cao mọi người thấy nè hiện tại là uh, gốc của mình là 100 đồng nhưng mà khi mà nó chỉ cần giảm chưa tới 10 phần trăm thôi còn có 92,8 đồng thôi thì mình đã có thể bị thanh lý rồi trong khi ví dụ như là cái trường hợp thứ hai mình vay á mình vay chừng 20 đồng thôi ha các bạn mình cho các bạn xem nè ví dụ như là gốc của mình là 100 đồng đúng không Mình vay 20 đồng thì bây giờ mình sẽ bị thanh lý khi nào thì mình sẽ lấy 20 mình chia cho 0,7 bảy mình sẽ bị thanh lý khi mà cái tài sản gốc của mình nó về lại 28 đồng thì các bạn thấy từ 100 đồng mà về xuống 28 đồng tức là cái tài sản thế chấp của mình nó phải uh, chi chia ba hơn ha Giảm hơn 3 lần thì nó mới về mức 28 đồng này thì mình mới bị uh, thanh lý cái khoản vay như vậy đó, Thì cái khả năng mà mình bị thanh lý nó sẽ thấp hơn rất là nhiều Cho nên nó sẽ an toàn hơn cho mình Chính vì vậy đó là một cái lời khuyên của mọi người À, lời khuyên của mình dành cho mọi người là khi mà các bạn đem tiền đi vay vào các giao thức DeFi như thế này đó, thì các bạn phải tính toán thật là kỹ lưỡng cái việc số tiền các bạn đang đi vay với lại số tiền thế chấp các bạn nó sẽ như thế nào và trong những cái trường hợp nào thì bạn có khả năng là bị thanh lý tài sản bởi vì ở trong thị trường crypto này sẽ có những cái thời điểm mà giá sẽ tụt rất là nhanh chẳng hạn như là ngày 19 tháng 5 năm 2021 hoặc là ngày 20 tháng 3 năm 2020 đó là những cái thời điểm mà thị trường đẫm máu ha thị trường những cái đồng coi có thể là chia hai thậm chí là chia hai chia ba trong một ngày luôn cho nên cái việc mà chỉ cần giá nó giật xuống cái mức chia hai chia ba như vậy thôi là nó sẽ có thể đụng tới cái mức mà bạn bị thanh lý tài sản ok chưa thì khi mà giá nó đụng tới mức đó nếu mà bạn không kịp nạp thêm tiền vào để mình nâng cái tỷ lệ vay của mình lên á ha mình nâng cái tài sản thế chấp của mình lên đó, thì mình sẽ bị thanh lý và cái việc thanh lý này nó sẽ có thể diễn ra hoàn toàn tự động mọi người hiểu ý mình không tức là uh, bạn đi ngủ rồi xong rồi uh, đùng một cái lúc đó là cái uh, cái khoản vay của bạn nó đụng tới mức bị thế chấp như thế này đó, thì sáng mai bạn dậy là xem như tài sản của bạn đã bị thanh lý luôn rồi mọi thứ nó diễn ra hoàn toàn tự động theo smart contract hết cho nên nếu bạn không nạp tiền vào kịp đó, là bạn sẽ bị mất hết cái tiền uh, thế chấp của mình thì đó là một cái rủi ro rất là nguy hiểm nếu mà bạn không hiểu rõ về cái việc cho vay như thế này rồi ok ha thì đó chính là những cái phần mà mình muốn giới thiệu mọi người về À, bài học về landing ngày hôm nay hy vọng là trong bài học ngày hôm nay á, là các bạn đã hiểu được hết à, những cái kiến thức cơ bản nhất để mà các bạn có thể à, đem cho vay hoặc là đi vay tiền ở trong những giao thức ở trong crypto nó như thế nào ha thì nếu mà các bạn thấy video này có ích thì các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ha thì mình sẽ cố gắng mình trả lời trong phạm vi kiến thức của mình và nhớ là hãy đăng ký kênh youtube của đông series cũng như là tham gia vào channel telegram để không bỏ nhỡ những cái cập nhật mới nhất của mình nha rồi chào tạm biệt mọi người nhé